Xin chào anh em, tôi đang có mặt tại Hyundai Vũ Phạm Hàm, trước một chiếc xe nhìn cái đầu của nó rất là dễ thương. Đó chính là Hyundai i10. Đây là phiên bản sedan 2 đầu, có giá rất là rẻ. Rẻ như thế nào thì tí nữa tôi sẽ chia sẻ. Ngó qua một chút về ngoại hình của em nó đi. Đèn đóm các thứ đầy đủ hết. Mặc dù chỉ là halogen ánh sáng vàng thôi, mà nhìn cũng rất là ấn tượng. Một chiếc xe màu đỏ dễ thương như thế này thì đừng hỏi tại sao mà nó lại bán chạy. Chiếc Hyundai i10 này mà các bạn đang quan sát thì nó là cái dòng xe sedan 2 đầu. Nó rất là rộng. Mặc dù nó là một chiếc xe ở phân khúc A, được xếp vào hạng xe nhỏ, giá rẻ, có những cái đối thủ ví dụ như là Kia Morning, Toyota Quigo, hoặc là cái mẫu xe tai tiếng, nổi tiếng gần đây, VinFast Fadin, hay là ông em Honda Brio vừa nhập về. Nhưng mà bù lại thì Hyundai i10 này nó luôn luôn giữ vững cái vị trí số 1. Bởi vì không có một mẫu xe hạng A nào tại thị trường mà có cái thiết kế sedan rộng như thế này. Nó cực kỳ phù hợp với những gia đình mà có nhiều đồ đạc hoặc anh em chạy kinh doanh vận tải. Mẫu xe này là chúng ta có thể chạy sân bay thoải mái rồi. Đó. Khoang hành lý rất rộng luôn. Đây, tôi cho các bạn xem. Khoang hành lý này thì tôi chắc chắn là không có một cái mẫu xe hạng A nào có thể có một cái khoang hành lý rộng như này được. Đó. Còn chiếc xe mà các bạn đang quan sát thì tôi sẽ chia sẻ về giá bán như sau. Đây là chiếc xe i10 sedan số sàn bản đủ. Và hiện tại thì đang được bán ra với giá là 380 triệu. Giá này là đã trừ khuyến mại rồi. Có thể tặng kèm các bạn một chút ít phụ kiện, ví dụ như là bộ ghế da hoặc là một bộ dán phim, cách nhiệt, trải sàn gì đó. Chiếc xe này thì về cơ bản chúng ta đã có gần như là đầy đủ hết rồi. Đây, tôi cho các bạn xem khoang nội thất luôn. Hơi tiếc một chút ghế nỉ. Dĩ nhiên rồi, đại lý sẽ tặng cho các bạn bộ ghế da thôi. Cái này tôi xử lý được. Đó. Bọc ghế da xong, xe màu đỏ, các bạn có thể thích thì chúng ta bọc ghế màu đỏ luôn, tông sẹt tông. Nhìn cho nó lôi cuốn, hấp dẫn và nóng bỏng. Ở trong khoang nội thất này thì cái khoang cabin ấy, chúng ta sẽ có sẵn rồi chìa khóa thông minh start top, màn hình DVD. Có hai cái rất hay trên cái màn hình DVD này mà cần phải nhắc đến. Một là hệ thống dẫn đường có tích hợp GPS để báo cho các bạn tốc độ hiện thời cũng như là tốc độ tối đa của cung đường mà các bạn đi được phép di chuyển. Điều này sẽ hạn chế rất nhiều trường hợp mà đường lạ các bạn bị bắn tốc độ. Thứ hai đó chính là nó được kết nối với Apple Car, tức là sẽ sử dụng kết nối với những chiếc iPhone thông minh. Và những gì chúng ta hiển thị trên màn hình thì đó chính là chiếc iPhone của các bạn. Xem YouTube các thứ rất là ok, không cần phải sắm thêm iPad nữa. Hơi tiếc một chút khi cái màn hình này thì chưa hỗ trợ cho những chiếc máy mà chạy hệ điều hành Android. Sắp tới thì chắc chắn cũng sẽ được bổ sung luôn. Tay lái thì được bọc da sẵn rồi, mạ bạc và tích hợp rất nhiều các nút bấm. Nhìn dần sẽ quen, còn lúc đầu thì hơi hoa mắt. Ở bên này chúng ta có màn hình này và các hệ thống điều chỉnh âm thanh, âm lượng, nhạc nhẽo, cũng như là hệ thống điều chỉnh điều hòa. Nếu đây là một chiếc điều hòa tự động thì gần như i10 nó sẽ không có đối thủ, chắc chắn là như vậy luôn. Mà không sao, cái gì nó cũng phải có cái sự đánh đổi của nó. 380 triệu cho một chiếc xe rộng rãi như thế này, giá rẻ, tiêu thụ nhiên liệu thì chắc là bằng khoảng 2 con SH. Chiếc xe này sẽ được hỗ trợ trả góp lên 85% các bạn nhé. Trả trước, chuẩn bị trước khoảng tầm hơn 100 triệu là có thể mua xe rồi. Tháng trả trung bình tầm 5-6 triệu. Chi tiết bảng tính lãi như thế nào thì các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp với số hotline mà tôi đính kèm trên video. Rồi, hôm nay chúng ta dừng cái video này đây. Một chiếc xe màu đỏ rất đẹp, rất dễ thương. Và hôm tới thì tôi sẽ gửi cho các bạn chiếc màu trắng để cho các bạn dễ quan sát hơn. Xin chào và hẹn gặp lại quý bạn ở trong những video clip tiếp theo. Xin cảm ơn ạ.